Xin chào tất cả các bạn. Thì đến hẹn lại lên ngày hôm nay, chúng rất là vui khi lại được gặp lại mọi người trong buổi livestream ngày hôm nay tại thẩm mỹ viện Gan Hu, số 57 đường 3 tháng 2, phường 1, quận 10. Thì trong cái tháng 4 này, như các bạn có thể thấy là một cái tháng của kỳ nghỉ, nào là nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương nè, xong rồi lại đến 30 tháng 4 mà sắp đến nữa là 1 tháng 5 luôn. Thì nó là một cái tháng mà có rất nhiều ngày lễ, thì cũng là một cái tháng để cho các bạn có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, đi du lịch. Và bên cạnh đó là những chị khách hàng nào mà yêu bản thân nè, thì đã dành những cái thời gian đó để tranh thủ tốt tát lại cái nhan sắc của mình. Thì ngày hôm nay để cho các bạn có thêm động lực, Thu đã mời đến đây là bác sĩ Bắc. Bác sĩ là giám đốc chuyên môn của hệ thống thẩm mỹ viện Gan Nam và Gan Hu để cùng trao đổi, trò chuyện với một vị khách hàng vừa thực hiện xong dịch vụ nâng mũi S-line cấu trúc được 15 ngày nha các bạn. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Đây là chị khách hàng vừa thực hiện xong dịch vụ nâng mũi S-line cấu trúc được 15 ngày. Thì em có thể chào hỏi các bạn ha. Em chào mọi người. Em chào bác. Chào. Em chào chị. Chào em. Tên là Ngọc Diễm, em sống và làm việc tại Tiền Giang. Dạ. Thì bác sĩ có thể phân tích giúp em là cái hình ảnh trước khi làm của chị khách hàng này ha. Đây. Ok. 수술 전 사진을 먼저 분석해 드릴게요. 이분이 첫 번째는 코가 이렇게 굉장히 낮았고, yeah. 두 번째는 뼈가 이렇게 조금 많이 넓었고요. 세 번째는 코가 이렇게 조금 짧았습니다. 네 번째는 콧볼이 이렇게 굉장히 넓었습니다. 수술 전에는. 네. 아, bác sĩ vừa mới phân tích với cái tình hình, với cái hình trước phẫu thuật của vị khách hàng này là cái mũi của bạn nó khá là ngắn và có hai cái xương thô hai bên, cộng với cái việc là cánh mũi của mình khá là rộng và bị thêm một cái khuyết điểm là cái chỗ mũi của mình khá là ngắn. Thì sau đây mình cũng sẽ hỏi bác sĩ là bác sĩ đã lựa chọn phương pháp nào để cải thiện những cái vấn đề trên nha các bạn nha. Bác giúp em. 그래서 첫 번째는 코를 보형물을 이용해서 높게 S라인으로 만들었고요. 두 번째는 귀연골, 승따위를 이용해서 동시에 거우죽을 이용해서 그 코끝을 그 연골로 해서 안전하게 안도한하게 만들었고, 세 번째는 이 뼈를 조금 좁혀서 더 예쁘게 만들었고요. 네 번째는 콧볼을 조금 더 좁혀서 더 어려 보이게 더 예쁘게 그렇게 했습니다. Yeah. Thì là như bác sĩ Bắc vừa chia sẻ, để cải thiện hết được 4 cái khuyết điểm mà chúng ta vừa nhắc trên thì bác đã lựa chọn là phương pháp nâng mũi S-line cấu trúc sẽ cải thiện được cho bạn là cái sóng mũi nó cao hơn và bác đã khép hai cái xương thô hai bên để mình có hai cái sóng mũi nó khá là thon gọn, nó không bị bèn nha các bạn. Và đặc biệt là bác đã gom cánh thêm cho bạn và bác đã sử dụng sụn tai cộng với sụn mắt ngăn để dựng lại đầu mũi cho bạn. Thì nó mới làm cho cái đầu mũi của mình cao, dài. Và cái phương pháp này á, thì nó rất là an toàn và nó phù hợp với đại đa số người Việt Nam mình nha các bạn nha. Dạ, em cảm ơn bác đã dành thời gian ngồi trao đổi trò chuyện với em cũng như với chị khách hàng này. Em cảm ơn bác rất là nhiều. Cảm ơn. Dạ. Thì vừa rồi chúng ta cũng đã được bác sĩ Bắc trao đổi một số vấn đề về chuyên môn khi thực hiện dịch vụ nâng mũi. Thì ngay bây giờ chúng ta cùng gặp lại vị khách hàng này để nghe cái sự chia sẻ của chị khách hàng sau khi thực hiện dịch vụ nâng mũi tại thẩm mỹ viện Gan Hu nha các bạn. Thì em có thể cho chị được biết lý do vì sao em lại biết đến thẩm mỹ viện Gan Hu? Em biết đến thẩm mỹ viện Gan Hu qua một người chị và ba fanpage của thẩm mỹ viện mình. Từ đó em thấy động lực để em quyết tâm làm cho mình một cái mũi thật đẹp. Bạn của em đã thực hiện dịch vụ gì tại thẩm mỹ viện? Bạn của em thực hiện dịch vụ là nâng mũi và làm mắt. Em thấy cái kết quả đó có hài lòng không? Em thấy kết quả em rất là hài lòng. Thì bây giờ là cái dáng mũi của em đã được 15 ngày. Thì bản thân em mà sau khi được tháo nẹp từ 10 ngày thì em có cảm thấy là mọi người có khen hay là chê gì về cái dáng mũi của mình hay không? Mọi người khen nhiều lắm chị. Bản thân em thì sao, em có cảm thấy hài lòng với dáng mũi? Em rất là cảm thấy rất là hài lòng về dáng mũi. Thì em có chia sẻ thêm cho các bạn được biết là trong quá trình làm mình cũng như là hậu phẫu về nhà em có cảm thấy đau đớn hay gì không? Trong quá trình làm thì em cảm thấy không có đau mà về nhà em vẫn cảm thấy không đau luôn. Thì chị được biết là nhà em thì tương đối xa, ở tận Tiền Giang thì phải. Dạ đúng rồi chị. Thì sau khi làm mũi là em vẫn hoàn toàn bình thường để đi về Tiền Giang đúng không? Dạ đúng rồi, sau khi làm thì em về nhà ngay trong ngày luôn. Thì đây cũng là một cái minh chứng cho các bạn thấy rõ là phương pháp nâng mũi tại thẩm mỹ viện, đó là phương pháp GT Plus, thì nó không hề ảnh hưởng gì đến sức khỏe của khách hàng.
khách hàng hoàn toàn bình thường để có thể đi về nhà một cách rất là bình thường, cũng như là sinh hoạt, học tập, làm việc bình thường nha các bạn nha. Thì chị muốn hỏi em thêm một câu nữa là em có điều gì hối hận khi mà thực hiện dịch vụ tại thẩm mỹ viện Cao Hung không? Dạ em chỉ hối hận là em không làm sớm hơn. Thì chị thấy là cái dáng mũi này của em nó rất là đẹp rồi, mặc dù là mới chỉ 15 ngày nhưng mà cái dáng mũi của mình nó còn hơi sưng tí xíu. Và chị nghĩ là lần sau em ghé thẩm mỹ viện Cao Hung thì em nên làm một tí xíu cái cằm nữa. Là gương mặt của bạn này rất là hài hòa luôn đó các bạn. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn so sánh cái hình ảnh trước và sau xem nó thay đổi nhiều như thế nào nha các bạn nha. Đây là góc hình nhìn thẳng, mình có thể xem thêm một cái góc nghiêng để nhận thấy cái sự thay đổi nó rất là rõ rệt nha các bạn. Thì nhân đây em có thể chia sẻ một số cái kinh nghiệm cũng như là những cái lời nhắn nhủ nào đối đến với các bạn mà chuẩn bị làm đẹp nhưng mà vẫn còn sợ đau nè, chưa tìm được một cái cơ sở nào uy tín, em có thể chia sẻ cùng các bạn ha. Các bạn có ý định sửa mũi thì các bạn đừng có lo lắng, đừng sợ đau gì hết. Các bạn cứ đến thẩm mỹ viện Cao Hung để được các bác sĩ hoặc là các anh chị tư vấn làm đẹp cho mình. Riêng bản thân mình cảm thấy rất là hài lòng về dáng mũi đã làm. Và trong quá trình làm thì mình cảm thấy không có đau gì cả. Xin được cảm ơn em đã dành thời gian ngồi đây chia sẻ, trò chuyện cùng với chị, cùng với các bạn. Thì chị xin được chúc em sẽ có một cái cuộc sống sau này vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Và đặc biệt là có nhiều thăng tiến trong công việc với một cái diện mạo hoàn toàn khác như thế này ha. Em cảm ơn chị, em cũng cảm ơn tập thể các bác sĩ của thẩm mỹ viện Cao Hung và các anh chị đã tạo cho em một chiếc mũi đẹp như vậy. Chúc thẩm mỹ viện mình ngày càng phát triển và chúc chị nhiều sức khỏe và tiến xa hơn nữa trong công việc. Chị xin được cảm ơn em một lần nữa. Thì em đã tin tưởng ekip bác sĩ thẩm mỹ viện Cao Hung. Và cuối cùng xin được cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian theo dõi một cái cuộc trao đổi trò chuyện nho nhỏ của ekip bác sĩ cũng như là khách hàng tại thẩm mỹ viện Cao Hung. Thì xin được kính chúc quý vị khách hàng có một ngày làm việc thật là vui vẻ và thật là nhiều năng lượng nha các bạn. Thì nhân đây Thu cũng sẽ được nhấn mạnh với các bạn một lần nữa là sắp tới kỳ nghỉ 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì thẩm mỹ viện có rất nhiều chương trình ưu đãi dành cho các bạn nhân kỳ nghỉ lễ này. Thì các bạn hãy nhanh tay đăng ký trên trang fanpage của thẩm mỹ viện Cao Hung để được nhận được những cái ưu đãi rất là lớn này nha các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.